Anh chị em cứ thấy rằng tôi cũng không có nắm chắc, mà tôi cũng suy nghĩ điều này. Không biết là trên thế giới này được bao nhiêu người nhìn thấy nhà thờ Công giáo đẹp, cổ kính, nghệ thuật vĩ đại, huyền bí. Không biết được bao nhiêu người nhìn thấy các nhà thờ như vậy mà tin vào Chúa. Không biết được mấy bao nhiêu người không biết. Và hỏi thêm nữa, và bao nhiêu người nhờ công việc bác ái, nhờ đời sống công chính thánh thiện của hội thánh, của các Kitô hữu, nhờ đời sống dễ mến dễ thương, nhờ tình yêu thương mà bao nhiêu người đã tin vào Chúa. Chúng ta so sánh hai câu hỏi đấy. Bao nhiêu người đến nhà thờ, ví dụ cụ thể đi, nhìn nhà thờ Bùi Phát trầm trồ ngợi khen và từ đó tin vào Chúa, và bao nhiêu người nhờ đời sống bác ái của giáo sư Bùi Phát mà tin vào Chúa, ca ngợi Chúa. Chắc chắn là cái câu hỏi đầu tiên ấy, tôi không biết, nhưng mà chắc ít lắm, ít lắm. Mấy câu hỏi thứ hai chắc là nhiều, nhiều. Và cụ thể như cái mùa Covid vừa qua, trong cái tổng giáo phận này, bao nhiêu những sinh hoạt bác ái của chúng ta, trong đó có Bùi Phát nữa, lo cho người nghèo, chăm lo cho những người bị đói, người khát, người bị bỏ rơi, người thất nghiệp, người xa quê, chăm lo cho bao nhiêu cái người mất công mất việc, bao nhiêu người bị mất cha mất mẹ, bao nhiêu người cảm thấy đau khổ đó, nhờ cái đời sống dấn thân của các Kitô hữu, của các cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, nhờ đời sống bác ái như vậy. Anh chị em thấy dân Chúa trong tổng giáo phận này đã tạo nên được một cái sức hấp dẫn tuyệt vời, rất hấp dẫn, tạo nên được cái sự cảm mến, mến phục, phải nói là thuyết phục. Và cái điều ấy vẫn được lặp đi lặp lại cho tới ngày hôm nay. Cảm mến vẻ đẹp của đạo nhờ đời sống bác ái, nhờ cái đời sống phục vụ những người xung quanh. Tất cả những điều đấy nó tạo cái sức hấp dẫn đặc biệt. Và cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn, một năm rồi đại dịch đó, và bây giờ thì nó lắng xuống rồi, mà chúng ta vẫn được nghe cái sự mến phục đó từ đời sống bác ái. Cho nên thưa anh chị em, tôi nói đây mới là phần đầu thôi. Phần thứ hai, anh chị em phải đi ra, từ đây đi ra. Và đó chính là cái điều cầu chúc của tôi, cầu chúc cho anh chị em giáo sư Bùi Phát. Chúng ta có tiềm năng, và làm được cái điều này là tiềm năng lớn lắm. Chúng ta có khả năng, chúng ta có tiền, chúng ta có cái tinh thần hợp nhất, thì chúng ta hãy lợi dụng, tận dụng cái tiềm năng đó, phát huy để chúng ta gieo rắc cái tình thương đó cho anh chị em chúng ta.